Vâng, thưa các bác, ít tiền mà vẫn có loa hay để chơi. Hôm nay thì bên em có một cái cặp loa Mỹ hay trong cái tầm tiền. Cặp loa có khả năng là chơi đa năng, đa thể loại nhạc, cùng với cái chất âm rất hay, chất âm đặc trưng của những cái dòng loa Mỹ. Cặp Infinity SM115 thưa các bác. Đây là một cái dòng loa cũng khá là nổi tiếng của Infinity trong chuỗi các cái series của SM. Cặp này thì thiết kế với 3 loa trên một thùng, một bát 25, một loa chung và một loa chép đom titanium. Một số các cái thông số về cái kích thước thùng em nó thì cao 76, chiều rộng là 34,5 và chiều sâu là 32, lắp cái căng vào là 33, 34 các bác nhé. Và cái cặp này thì có một cái thông số khá là hay. Đấy, độ nhạy của nó lên tới 100 decibel, rất là dễ phối ghép. Các bác có thể thấy độ nhạy của nó lên tới 100 decibel. Trở kháng của nó là 8 ohm và cái công suất tiêu thụ là từ 10 cho tới 175W cho một thùng. Và dòng loa này thì sản xuất vào những năm 1994 đến năm 1998. Trên tay em thì đang là cái tấm lưới E-căng của cái cặp SM115. Đấy, tấm lưới E-căng thì rất là đẹp như này. Phía dưới thì còn nguyên cái phần logo của Infinity. Bên trong thì hãng sử dụng cái phần khung nhựa khá là chắc chắn và đẹp. Đấy. Cái cặp 115 này thì giá của nó thì cũng khá là tốt luôn. Con này thì vỏ màu vân gỗ các bác nhé. Hình thức thì cũng còn rất là đẹp. Tuyến loa thì căng mọng. Các bác cùng em đi lướt một vòng để cho các bác xem. Thùng vỏ màu vân gỗ khá là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Đấy, kể cả phía sau của nó thì cũng màu gỗ luôn. Đấy, có một cái lỗ thông hơi, phần cặp loa nguyên bản. Tuyến loa thì 3 loa trên một thùng. Ở đây có một vi tinh chỉnh cho cái giải cao. Đây là chép này, mid này, đây là bass này. Rốn này vẫn còn rốn zin nhé, còn nguyên bụi này. Đấy, còn nguyên cái bụi này, zin nguyên bản đấy. Đấy. Cái này em vừa lau khăn ẩm vào đấy. Cái này là những cái bụi, những cái nhũ ở trên rốn loa đấy. Đây ạ. Hình thức thì còn đẹp, khá đẹp luôn. Mặt mũi này sáng sủa. Đấy, tuyến loa thì căng mọng, không có cấn móc bất cứ một chỗ nào. Đấy, vi tinh chỉnh đây. Đấy, như tình chỉnh đây. Cặp này thì hôm nay để cho cái bác cái giá rất là tốt thôi. Đấy, đầu xuân năm mới thì vừa bán vừa lấy xì. 7 triệu rưỡi cho cặp loa này. Vâng, 7 triệu rưỡi cho cặp này thôi. Và chỉ có một cặp duy nhất. Các bác quan tâm thì alo cho em theo cái số điện thoại ở trên màn hình nhỏ. Shop bên em ở tại Vĩnh Hưng, Hà Nội, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội các bác nhé. Bên em ship hàng đi toàn quốc. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Em sẽ test qua một chút nhạc cho các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng của nó thường rất là chất, hay ở trong cái tầm tiền. Và với cái tầm tiền như này thì không tội gì mà chơi loa Nhật cả. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố yêu say mình tuổi thơ đi hoa nghìn đêm trong ngủ chẳng ba tôi đời hoang vẽ sâu lắm nay có mặt góc lời làm lính mà thôi.
là hay ở trong cái tầm giá, trong cái tầm tiền. Bên em thì khai xuân bán cho các bác với mức giá tốt 7.900.000 đồng. Các bác quan tâm thì có thể alo cho em. Vâng, số điện thoại 098 358 6968. Shop em ở tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thưa các bác. Bên em giao hàng đi toàn quốc, giao báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Vâng, với mức giá bán là 7.900.000 đồng. Các bác quan tâm cặp loa này thì có thể alo nhanh tay cho em. Em Đạt Trần xin chào, xin cảm ơn và cũng xin hẹn gặp lại.